Ông đứt cái dây gân rồi. Gân gì? Gân dạy đứt cái dây gân nướng. Là tập nó xìu không, không khi nào đi kỳ á. Tôi già cũng hết nướng rồi cậu ơi. Hết rồi hả? Chục rồi còn nướng ra gai. 6-7 chục cái chịu lơ chịu lắm rồi. Anh đã tắm nước năng. Ông ở với bà sao không chịu nói, hôi gì sao không chịu nói? Ở đây hả? Dạ hôi rồi, cũng quen rồi. Quen hả? Ừ. Sao ông không la bả, đừng có đem bả cái đồ gì vậy? La bả hoài cũng vậy. La bả hoài cũng vậy hả? Ừ. Đi kiếm đem về cho ăn còn chê nữa, còn la nữa. Đi tới cho cháu nè, đang về cho ăn nè. Hồi sáng làm cháo cho ông không muốn ăn. Ông sao ông ăn gì sao mà không chịu nổi? Hiu quịch trơn rồi, hư trơn rồi. Hồi sáng nấu cháo cho ông, ông không chịu ăn. Ông mới chịu ăn lắm. Ông đi hết được rồi hả? Đi được. Đi đâu? Đi được sao mà ỉa anh chỗ đó anh chỗ nó đi không được. Đâu bây giờ anh đi được đi cho cậu coi coi. Anh bước xuống đất đi rồi. Anh đánh đi được bước xuống đất đi. Mới làm tin. Đi. Rồi. Bước xuống đất đi là làm tin. Đi không được ai hỏi nó đi được không à. Đâu anh bây giờ cậu này nói, anh nói không tin, anh bước anh đi một bước một thôi. Anh đứng dậy một bước thôi cho cậu làm tin. Đó, đâu anh đứng dậy anh đi một bước cho cậu làm tin đi. Đó, đi coi. Đi đi. Đó, anh đứng anh đi đi cho cậu làm tin để cậu nói không biết ông Tùng có đi được không. Ờ, lấy anh đi được đâu. Yếu rồi. Bả đem đồ về dục ra ngoài hết, đừng có cho đem vô nhà nữa, quá trời nó dơ rồi. Ông dục bả chửi không? Chửi á. Chửi không? Cái nào bỏ nó bỏ, bỏ cũng bỏ. Bả không bỏ nha. Ừ. Cái nào ăn không được thì bỏ, còn ăn gắn được thì để ăn. Để ở gì gắn gít mà. Ừ. Bây giờ anh nói cho cậu này nghe, anh này nói tôi gặp xin gặp anh Tống Đức Năng cho anh ở ngoài anh thấy rồi anh mới cho tiền. Tống Đức Năng để tôi ngồi gần ổng cho anh Năng thấy tôi với nè. Tống Đức Năng còn yêu nhau lắm hả? Ừ. Nàng, bà. Anh Tống Đức Năng ơi, em với anh Tùng nè, anh Tùng chồng em bây giờ đi đứng không được, nằm một chỗ, anh tai biến rồi. Nhờ anh Tống Đức Năng á giúp đỡ cho em để nuôi chồng em được sống. Rồi gì nữa? Em muốn đi về ngã tư Long Hồ mà không biết, em biết anh có về nhà Bắc Nam không, nên tụi em rồi không có tiền đi trở lại. Em nhờ anh Tống Đức Năng giúp đỡ cho anh Tống Minh Tùng chồng của em để em có phương tiện để nuôi ảnh. Chồng em tai biến nằm một chỗ ngồi được, đi thì đi không được, đi chiếc xe lăn em đi lại. Có ai muốn cho tiền hay gì đó rồi chồng em lên xe lăn em đẩy đi. Lên xe lăn đẩy tới Vĩnh Long luôn hả? Đâu có đẩy lại cho ngân hàng nông nghiệp á, ổng có gửi lại cho ngân hàng nông nghiệp với Việt Theo nó đưa tới chỗ mà lần á. Ừ. Rồi bây giờ mất địa chỉ rồi. Bà thương ông cái gì? Hả? Bà thương ông cái gì cái gì? Thương ông này hả? Ừ. Thương ảnh một con một cốt rồi cuộc đời bất hạnh quá à. Ừ. Sống đâu cũng không được hết á, là thấy tội nghiệp cuộc đời bất hạnh quá để thương ảnh. Ừ. Để đứt lại cho ngày sau á mà mình có khổ có người nuôi lại. Ừ. Thương ổng lắm ha. Thương ổng lắm, bòn tay chút phước để mà nhờ ngày sau. Gặp ổng ở đâu? Gặp ảnh hả? Ừ, lúc trước quen ở đâu á? Gặp ảnh lúc giận thơ nhau là gặp ảnh tại bệnh viện Thụy Sơn. Ảnh ừ. Vừa xuất viện thì tôi vừa nhập viện rồi gắn lại. Ừ. Lúc trước nói làm sao mà yêu? Lúc nói sao hả? Ừ. Nói anh ơi, thương ai cũng vậy, thương em đi, cuộc đời em cũng bất hạnh coi cốt. Ừ. Rồi ảnh nói vậy mình cùng hoàn cảnh lấy nhau. Ừ. Là tôi cũng chịu nữa. Ừ.
mà do ảnh bệnh thật từ đó giờ tôi không có biết á. Ảnh không có chịu gần. Ảnh không có chịu gần mình gì hả, làm cho ảnh đầy đủ hay sao á. Kỳ á. Ảnh bác sĩ tôi là ảnh đứt cái dây gân núng, ảnh không có còn được á. Gì kỳ á? Bác sĩ khám là cái cơ siêu âm nói là bà ơi con bà chồng bà đâu còn gì nữa, ổng đứt cái dây gân rồi. Gân gì? Gân dạ đứt cái dây gân nướng là cặp nó siêu khâm không khi nào cứng được hết á. Gì kỳ á? Con mộ nói tại ổng dữ lắm, ổng xung đột rồi ổng mới đứt gân. Đứt cái dây gân đó. Cái gân mà già vợ chồng trao đổi với nhau đó. Ổng đứt cái dây gân đó đó. Rồi nói là không được sao? Nói mà không có phương tiện, không có khả năng để mà nói. Có nói với vài bác sĩ ở đây, người ta nói có tiền thì mới được. Phải dự trù. Khi mà cắt ra nấu đó phải máu nó chảy quá, phải vô bịch máu. Rồi phải chịu tiền quê hồng cho bác sĩ, rồi thuốc men nước biển đồ nữa. Cũng tốn tiền dữ lắm mới được. Vậy hai chồng đâu gần nhau được ha? Đâu có gần nhau được lâu rồi. Kỳ vậy? Không gần được nhau từ lúc mà con mụ của siêu âm cả nói thôi rồi bà ơi, chồng bà đứt dây gân rồi, mà chồng bà khô tỉ xương rồi. Đây một ngày nào đã đi không được. Đứt dây gân rồi ha? Đứt dây gân với khô tỉ xương. Khô tỉ xương mới giọt thẳng đi cũng được nè. Khô tỉ xương á, ống tỉ xương á, rồi cũng kiếm đồ cho ông ăn dữ lắm, người ta bày. Rồi làm ăn không được rồi sao chịu nổi? Hả? Tôi già cũng hết nướng rồi cậu ơi. Hết rồi hả? Còn 50 còn nướng ở gai. 60-70 cái hơi xịu lơ xịu lắc rồi. Kỳ á? Quan tham ma bắt mà làm sao còn được. Còn cả hàng 60 đó còn rai còn ghiền. Còn ghiền hả? Tới 65-70 hết luôn rồi. Hết ghiền rồi hả? Hết ghiền rồi. Kỳ ha? Bị hết xuống quách rồi. Vậy thì còn cũng đâu còn yêu được nữa hả? Còn anh này anh còn là mà anh khô tỉ là đâu còn đâu mà làm. Cái giờ ảnh là tại khô tỉ xương mới đi không được. Bị tôi cũng thương ổng lắm, tôi cũng đi siêu âm đầu dữ lắm. Rồi chụp hình dò cẳng đầu nọ mấy người ta mới biết ổng khô xương tỉ. Rồi ơi vậy là bị dạ. Bị liệt luôn rồi. Mà cậu ơi, hôm trước ổng thục rồi. Hả? Tôi nằm thấy ông giống chữ kia lấy rễ cao nó nước uống cái ra được 6 phân rồi. Ra cái gì? Cái rễ cây cao, con cua ảnh là được 6 phân vậy rồi. Sao mà ra? Tôi nấu nước rễ cao, rồi tôi để trà vô cái ấm. Tôi kêu ông ơi, ông uống cái này đi bổ khỏe ông uống. Cua ảnh được 6 phân rồi đó, coi hay giặt coi cho cậu coi coi. Bây giờ nó thục lại. Còn giấc sáng mà nó dài ra vậy nè. Là giấc này nó hụt rồi ha. Không có. Đang lúc cho uống thì nó ngay 6 phần. Rồi từ từ sáng giờ không có cho uống nữa. Không có uống hụt rồi ha. Mất đi rồi. Uống cái đó nó dài luôn. Dài luôn ha. 6 phần. 6 tắc hay 6 phần? 6 phần. 6 phần nhiêu nè, 5 phần, 6 phần cả nhiêu nè. Là bao nhiêu cũng mừng nữa. Mấy tôi mừng quá, tôi được 6 phân, tôi nói nè, hứng cái này rãi nè, hết tới dầm. Tôi mừng vậy đó. Tôi lo cho ổng đủ thứ hết trơn á. Vậy bây giờ ổng còn ổng hết đứt dây đó rồi, ổng đòi hỏi rồi sao? Ổng đâu có ghèn. Ổng khi nào ổng ghèn quá, ổng kêu nút tôi gớm, tôi không có nút. Nút cái gì? Nút cua ổng á, là tôi gớm, tôi không có nút. Ổng kêu ha. Cái tại ảnh bị nhiễm trùng mà nó lão miệng lão cổ, tôi không có chịu nốt. Tôi nói không chịu thôi à, làm không được thôi chứ không có làm chuyện đó. Tôi khôn lắm. Ổng kêu gì đó ha. Có khi ổng ăn cái gì ngon, có khi ổng cũng đòi hỏi nữa, tôi nói không. Không được đâu. Sao không có, có cục muốn làm gì được, làm mình thêm tất chứ làm vậy có vô được đâu. Cục quá không vô được hả? Là tôi không chịu. Chứ phải dài vậy tôi chịu à. Dài là chịu ha. Dài chịu cũng phải mãn thích thú chứ đâu phải không. Mà bị dài cục quá tôi không chịu. Vì kêu ông làm dài lên đi. Làm dài sao được.
ông tính vậy ông chờ kêu lấy dây rồi treo cột gì đủ thứ kéo ra buộc dây kéo ra giờ chỉ có uống lại cái cao là ra bà dài. Lấy dây buộc vô cái đầu kéo ra uống lại cây cao không có bà lấy cây cao nó ra được dài bà lấy dây buộc vô cái đầu rồi gịch ra cái coi được không cũng được ở dạ ờ à, sợ ổng đau sợ đau ha ờ tôi sắm nữ lam cho ổng cầu đầu đời hất tóc ổng không chịu đi ờ ổng không chịu đi nữa tôi nói à, mai mốt tôi à, kêu à, tôi đẩy xe lăn vô đây tôi đẩy ông đi đi hất tóc đồ đặng xuống à, chừng 10 bữa nửa tháng nè anh Tấm Đức Năng không có gửi tiền về về xứ ảnh xứ ảnh à, ảnh có về với ảnh gửi gửi cho anh em ảnh á anh em ảnh cũng tốt cất rồi chờ gặp mình giờ vậy bữa nay là ổng hết sung mà nói vậy ha ảnh hả ừ, đâu còn ngủ chung nữa hả hết sung lâu rồi ừ. À, tôi cũng nằm ngủ chung rồi rồi cũng rửa ráy sạch sẽ rồi đi ra ừ. Đi ra rồi á rồi một hồi vô thanh trần ông ơi ông còn hả ờ còn còn thôi ông còn nằm nha ừ. Rồi ngủ ông trước rồi lâu lâu ông ơi ông còn hả còn khỏe không khỏe khỏe ông nằm đi nha ờ vậy đó ông không có kêu vô ngủ chung ha ông không có kêu bị tôi không chịu sao không chịu hả không chịu ông buồn á chịu sợ sợ cái gì sợ quá à. Sợ gì sợ không biết ổng có bị nhiễm trùng đồ không tôi sợ lây đâu có bị gì đâu mà nhiễm trùng ừ bị hồi 19 tới giờ ổng nào ổng buồn không đâu có đi đâu ha ừ nói trong nhà không ừ, mà mới sắp chậm cái món đó để về quê hương thứ sợ ổng ổng không có món là tội nghiệp mới mua ổng cái món 20 ngàn cái món nè món này 20 ngàn vậy là mua nón này cho ổng về quê hương xứ sở luôn đó ha dạ anh định nón đây là cậu ấy chụp hình ừ đẹp trai quá anh nói đi ra gửi tờ lại thăm anh Tấm Đức Năng nói đi thường thường hai ông bà có ôm nhau hung không anh nói thăm anh Tấm Đức Năng thăm Tấm Đức Năng nói đi rồi có ra tới ngoài ra rồi tự giờ ra anh, tới ngoài rồi đó vậy hả anh Năng anh biết rồi đó ha ừ anh Năng anh thương anh này lắm bị chú bác ảnh ông này con người thứ sáu anh Tấm Đức Năng con người thứ năm rồi anh này có bà mẹ ghẻ bà dành của ăn hết bà nói con bà dạy con bà tôi không biết cái ông này không biết ai hết mẹ tôi lấy chồng sao đẻ ra 10 anh em tôi hả và ông này tôi không biết gì đó rồi thấy anh này bất hạnh đó tôi thấy tội nghiệp nó nói vậy nè chồng chị có chết á chị đem về 30 triệu á tôi cho mảnh đất cho ông còn không có thôi đừng có đem lại tôi biết là cha tôi là ông Năm đây là ông già sao đó với mẹ tôi thôi ngoài ra tôi không biết ai hết á rồi tôi thấy ảnh bất hạnh quá thôi tôi nuôi ảnh luôn chớ lần đó tính trở về cho ảnh ở quê hương xứ sở ảnh luôn đó rồi sao không ai nuôi không ai nhìn hết còn anh Tấm Đức Năng á vô tới ngồi cho tiền rồi đi ra đi lao khóa cửa lại sợ mình ở hoài mình dành sợ ở vợ hoài dành đó bị phần hơn quả của ông nội đó rồi rồi tối là ổng nằm trong bà nằm ngoài ha tối hả ảnh nằm trong tôi nằm ngoài rồi tôi dỗ dành ảnh ngủ rồi tôi nói em đi đây chốt đi ra dọn dẹp rồi đi ra ngủ rồi một lát thanh chừng một tiếng hà thanh chừng lần đó sợ ổng bệnh hoạn không hay đó ổng bệnh hoạn đi hết lần tôi không hay ổng ra máu họng ổng ra máu họng ổng nhồi máu tim đó lấy bánh cho ổng à ổng không có nằm gối sao sáng tôi nói ông ơi sao ướt áo ổng nói đâu có tôi nói máu không có không có tôi coi lại máu máu biết làm sao không tôi kiếm lại thuốc cầm máu cho ông uống là cái cây trời ơi cái con gà nó ngủ ở trên nóc bùn của nó ỉa cục cứt xuống chất trời quá đâu đó nó yếu hoài tôi đuổi nó không được nó quen rồi rồi tôi kêu ảnh với tôi phụ bắt không được sợ thầy không bán hết đi hả bán hết đi bắt không được có bắt bán hết nè với người ta có cái nói vậy nhà tài trợ cắt cho bà ai mà lại mua
đuổi bà đi, một người bệnh ngắt ngáp, một người sắp chết này, đi ra giờ ở đâu?